Sáng nay mà bà con có bác ghé quán Đồng Xuân ăn bún chả nem cua biển với barbecue nha. Ly thứ sáu nè, rau nè, rau bún nè, chả đây là để riêng nha bà con, à, chứ không có nhúng vô nước. Với lại nem nè, à, đây là cái quán nè bà con, nằm ngay ngã sáu Sài Gòn á, là ngã sáu Phú Đổng Thiên Vương á. Nem cua biển tại Đồng Xuân nè, chỉ dùng cua biển không dùng ghẹ nè, à, bún chả Đồng Xuân nước mắm và chả nướng để riêng là ăn đến đâu cho vào chén đến đó nè, nước mắm của quán không đun nóng nè, à, chỉ khách gọi quán mới nướng nè, hè chi nãy giờ bà mày còn ngồi đợi rất là lâu, à, rồi mà bà con có bác cùng ăn với bà mày còn nha, tính không quay nữa nhưng mà thôi để bà mày còn ăn, bà mày còn review cho bà con bác luôn. Đây là cái cuốn nem cua nè. Rất là giòn. Miếng thịt thì mới nướng nè mọi người. Ngon. Quá đã. Gấp thêm miếng đu đủ vô. Bún này ba mày còn thấy bún cộng dày. Nước mắm không có đục nấm. Bà con có bác thấy cái chữ cự thất không bà con? Bà mày còn thấy như mới được sơn lại luôn bà con. Nhà này thì đóng cửa quanh năm nhưng mà bà mày còn thấy vừa mới được sơn lại á. Cái chữ cử thất nơi đây hồi xưa là nổi tiếng nhất Sài Gòn về vấn đề mà nắng gân chật gớt cốt xương gì đó, à, ở khu Gia Long này nè. Rồi thôi giờ mời bà con cô bác lên xe để ba mẹ cô sẽ chở bà con cô bác đi vào Sài Gòn. Sài Gòn dạo này trời nắng ấm lắm, bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng. Bên tay trái ba mày cầu đây là đó là rạp Phi Long. Rạp này là chiếu phim Ấn Độ nè, nhưng mà hình như nó là rạp Long Phụng chứ không phải là Phi Long. Long Phụng. Rồi giờ mình đi nha bà con. Đường này đường Lê Anh Xuân. Giờ ba mày cầu sẽ đi dạo qua một vòng cái phố ông đồ. Coi người ta mở phố ông đồ chưa. Hôm nay mới có mười mấy Tết à, không biết mở chưa ha. Con đường này đường Trương Định nè bà con. Xe này kiểu này sao mình băng qua ta. Đây là hồi xưa là ngã tư đường Trương Công Định với đường Gia Long nè. Ở đây có cái chùa, chùa Bà của người Ấn Độ giáo á. Đó, bên kia nhà hàng Nhật Bản rồi bà con. Xin lỗi chịu không nổi. À, tè tùa tơi tả, cái mặt bằng này chắc để giá cao lắm nè. Cho nên không ai thèm thuê hết. Bên kia thì có nè, khu này bán cái góc đường này bán đồ mấy món ăn Nhật nhiều. Giờ ba mày rồi sẽ đi vô cái khu công viên Tao Đàn nha rồi đó. Đi lên cái phố ông đồ, có mở phố ông đồ chưa. Tao Đàn này là tổ chức hội Hoa Xuân nè bà con. Bên tay phải ba mày cồ đây nè, cái chỗ mà anh Ráp đang đậu nè bà con. Xin thưa bà con bác, hồi xưa là cái quán bar đó, snack bar đó. Tại vì bà con bác biết sao, ở đây là hải quân Mỹ đóng đây nè bà con. À, đây là một cái khu quân đội Mỹ đóng ở đây.
với lại một cái, nói chung cái khu ngay Nguyễn Du này là cứ giữ ở á. Đang ngay góc đường này có một cái quán bar tên gì ba mày còn không nhớ. Ở đó đây có cái cổng. Rồi giờ mình vô đây là công viên Tao Đàn rồi. Hồi đó có thời gian công viên Tao Đàn này vô là phải mua vé nha bà con. Đó, hội hoa xuân nè bà con, bắt đầu người ta làm rồi nè bà con. Hình như ba mấy còn nhớ làm hội hoa xuân này nó mở sớm lắm à. À, không biết mở sớm hay mở trễ nữa, không nhớ. Năm nay ba mấy còn sẽ đi hội hoa xuân chụp hình. Ôi, hai con rồng. Hiểu chưa? Hồi năm nay năm rồng là năm đẹp lắm. Ừ. Trong tất cả 12 con giáp, con rồng là dễ trang trí nhất. À. Mấy con này người ta gọi là con linh vật. Ở đây có mộ mộ cổ họ Lâm á bà con. À. Lâu đời lắm á. Mộ cổ đó lâu đời lắm. Hôm nay không biết tổ chức năm nào rồi. Hồi đó cứ đến xin thưa bà con bác hàng mấy năm trời luôn á. Ba Michael cứ đến mùng năm Tết là ba Michael ra đây coi cái lương nè, coi cái tuồng mà Quang Trung tiến quân ra Bắc á. Rồi hình như năm vừa rồi như ba Michael có ra nhưng mà như là nó đổi lại, nó không có trình diễn ở đây nữa bà con. À, chứ năm nào đó ba Michael nhớ từ lúc mà ba Michael làm YouTube đó, ba Michael thường hay đi ra đây livestream cái tuồng mà Quang Trung tiến quân ra Bắc. À, bận gì bận ấy, đến mùng năm Tết là hai vợ chồng ba mấy cậu đi ra đây mua vé vô đây coi Quang Trung tiến quân ra Bắc. Rồi giờ mình quẹo ở đây nè, nơi đây hồi đó là cái phố Ông Đồ nè, không biết bây giờ ta mở phố Ông Đồ chưa. Mọi lần á phố Ông Đồ này mở sớm lắm nha bà con. À, đây thấy chưa, ba mấy cậu nói mà hôm nay mới có 12-13 Tết đây nè. Đây à, bà con có bác xem nè đó, hạ xuống rồi đó, phố Ông Đồ. Phố Ông Đồ này mở sớm lắm. Đó, bắt đầu hôm nay là dựng rồi nè. Đó, gửi đến cho cô coi nè. Rồi mai mốt cái mình đi, ba mấy cậu đi, ba mấy cậu quay cho cô coi. Hôm qua đi thì nó chưa mở mà hôm nay bắt đầu người ta xuống mai xuống đồ nè. Như vậy là khoảng 15 Tết này nè, khoảng 2-3 ngày nữa thôi là bắt đầu ở đây mở phố Ông Đồ. Đó, bà con có bác coi nè, đó lá cây tre kìa, lá dừa kìa. Đó. 2-3 ngày nữa thôi nha là có phố Ông Đồ. Còn đây là nhà văn hóa lao động nè, nơi đây có hồ bơi lao động. Hồi nhỏ ba mấy con cũng thường hay ra đây bơi lắm. Mà đặc biệt là hồ bơi trong nhà văn hóa lao động này BD nhiều lắm rồi con. Còn cái khu này là khu dạy nhảy. Mình nói là dạy nhảy thôi thì nó cái danh từ nó bình dân quá. Xin thưa bà con bác mình ở đây mình gọi là khiêu vũ. Ở đây là có những cái lớp dạy khiêu vũ. Ba mấy con có một nhỏ em. Trời ơi nó mê, hồi đó nó đâu có mê khiêu vũ đâu. Tự nhiên nó lấy thằng chồng khiêu vũ á, giờ là tối ngày cái hai vợ chồng nó ăn xong rồi đi khiêu vũ không à. Đó là quyền chân công chúa nè. Trời ở đây nữa nè bà con. Đó là cái khu này cũng thảm ghê không. Rồi trường này trường Lê Quý Đôn nè, con đường Lê Quý Đôn luôn nè bà con. À. Chúng ba mấy cậu đang đi con đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Hồng Thập Tự.
này cũng nhà hàng Nhật nè. Mấy cái nhà hàng Nhật á, thì xin thưa bà con cô bác á, dân Việt Nam thường hay chuộng á, là chuộng món nướng, còn món lẩu á, thì lại chuộng của Hàn Quốc à. Nói chung là Hàn Quốc với Nhật Bản này là nổi tiếng ở Việt Nam, ở Sài Gòn này là món lẩu với nướng. Cả hai đều có lẩu với nướng luôn á, nhưng mà hai cái văn hóa ẩm thực của hai cái miền này nó giống giống nhau. Nhật Bản, Hàn Quốc nó giống nhau dữ lắm đó bà con, không hiểu làm sao á. Còn bên đây phải này, xưa là nhà của vợ chồng ông bà Hương Thi nè bà con. À, đúng rồi, đây là nhà của vợ chồng Hương Thi nè. Sau năm 75 nơi đây là tòa đại sứ, không phải, tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Rồi sau này tổng lãnh sự quán Trung Quốc là giờ về Hai Bà Trưng rồi. Ở đây bây giờ nó thành một cái công ty bất động sản. Rớt cái bóp. Ôi, đây trang trí phố Ấn Độ luôn rồi nè bà con. Đó, hôm nay ba mẹ con sẽ chở cô đi coi trước ha. Đây là cái phố Ấn Độ trang trí. Mới trang trí thôi mà có Ấn Độ ra không ngồi nè bà con. Bà con có bắt xem nè, mới trang trí thôi mà đã có phố, có Ấn Độ ra rồi. Đó. Cái chữ tâm nữa kìa. Vậy là ba mẹ con nghĩ là chắc khoảng 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa thôi là bắt đầu là thành phố Sài Gòn là bắt đầu là chính thức bước vào ăn Tết rồi đó bà con. Năm nay Sài Gòn kinh tế là mang khấm khá, cho nên là ba mẹ con thấy họ trang trí trang hoàng đẹp lắm bà con. Thiệt. Năm ngoái hả? Không có vậy đâu. Năm ngoái trễ lắm. Năm nay chưa gì hết là bắt đầu thấy bày bày biện ra rồi. À. Khâm cái gì, khâm thiên môn nè. Rồi thế là năm nay hai vợ chồng ba mấy cô lại tung tăng đi chơi chụp hình à. Đường Hai Bà Trưng đâu để ba mẹ gò ra hồ con rùa coi. Ngày hôm qua đi không thấy gì hết, hôm nay đi có thấy khác hẳn liền đó bà con, có bác thấy không à, Sài Gòn mỗi ngày mỗi thay đổi nha bà con. À, hoa anh đào nè. Đường này đường Trần Cao Vân. Quẹo trái là mình vô Hồng Rùa nè. Ở đây có cái trường mẫu giáo nè bà con. Trường này hình như là trước năm 75 đó là trường mẫu giáo của bên công giáo luôn đó bà con. Hình như là các sơ á, các sơ vợ. À, đường này đường Trần Cao Vân nha. Trước mặt bà con bác đó là hồ con rùa. Ba mẹ gồ lâu lâu cũng thích đi vô cái quán Lê Ha này nè, uống trà ăn sáng, hay uống cà phê ăn sáng. À. Đó bà con bác, ba mẹ gồ nói thật, ba mẹ gồ sống ở Sài Gòn này rất là lâu luôn đó bà con, lâu lắm. Nhưng mà chưa có năm nào mà ba mẹ gồ thấy năm nay mà giới trẻ mà đi ra chụp hình mặc áo dài, chụp hình nhiều như năm nay nha bà con. Và cũng chưa bao giờ mà ba mẹ cô thấy Sài Gòn mà trang trí trang hoàng mà sớm mà đẹp như năm nay luôn. Rất nhiều tiểu cảnh để chụp hình. Bên đây phải này là hồi xưa là Viện Đại học Sài Gòn. Sau năm 75 thì nó là nhà máy Sài Gòn 3. Khu này là cái công ty cấp nước nè.
ở đây vẫn còn cái bồn nước vẫn còn luôn mà con, ba mày còn có coi được ở bên trong luôn á. Đây là công ty cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn nằm ở đây nè. Ở ngay góc đường này có hai cái căn biệt thự. Bên trái này là hồi xưa là nhà của giám đốc công ty điện lực đó bà con. Và bên tay phải này là nhà của giám đốc công ty bông bạch tuyết á. Mai vàng rực rỡ. Con đường mai. Hôm nay là 23 hả? 24, 25, 2 ngày nữa thôi ba mày gồ lấy áo dài về rồi. Xin thưa với bà con có bác áo dài của vợ chồng ba Michael với hai đứa nhỏ là năm nay ba Michael đặt mai nha bà con. Ba Michael không có mua sẵn mà nhờ cái họ thiết kế họ đặt mai. Mai cho nó vừa vặn ôm khích người mình. Chứ mọi năm mà nếu ba Michael nghỉ đi ra chợ Tân Bình mua mấy cái áo dài đó bà con. Nó may nó chửi mà nó không đều á, cái tự nhiên mùng một mặt cái nó rất nó kỳ lắm. Đó, trời ơi mai vàng rồi cái gì mà đổ quét rồi, cây kia là cây gì không biết nha. Đó, cây kia cây màu đỏ là cây gì ta, hoa đào đâu có đổ lỗ chét dữ vậy trời. Lễ hội Tết Việt kìa, đó Giáp Thìn 2024. Trời ơi rộn ràng ha bà con ha. Đào hồng mới đẹp chứ ha, chứ đào đỏ đâu có đẹp. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tết con đó đây ơi rộn ràng. Nào ơi nhớ quay về vui đông mùa xuân thưa. Trời 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 ơi bà con bác xem kìa đó. Đó làm YouTube đó bà con. Đó làm YouTube đó bà con. Bà con có bác đừng có nói nha, dân Việt Nam với khách Tây đó, dân Tây cũng làm YouTube một đấm nha. Có điều khách Tây làm cho khách Tây coi tiền nhiều lắm. Còn dân Việt Nam mình làm cho người Việt coi không có nhiều tiền. Bà con có bác thấy ba mày gồ view nhiều vậy đâu chứ. Lâu lâu buồn buồn view chơi cho vui vậy thôi. Việt Nam mình làm buồn lắm bà con. Phải chi người dân Việt Nam mình á, mà mỗi người mà chịu xem quảng cáo á, xem 30 giây quảng cáo bà con, chứ đừng có canh 6 giây bấm bỏ qua. Thì thật sự người Việt Nam mình á, làm giàu cho người Việt Nam mình nhiều lắm đó bà con. Mà còn nói thật á. Còn người Việt Nam mình á, cứ coi canh 6 giây được cái bấm bỏ qua, 6 giây được cái canh 6 giây bấm bỏ qua. Cái đó bấm bỏ qua còn đỡ nha. Nhiều người còn chửi nữa. Mẹ hàng YouTube này nó cứ tối ngày nó cứ đặt quảng cáo cho nhiều, hàng này tham lam mà họ đâu có biết rằng bản chất họ bấm bỏ qua YouTuber có được đồng nào từ họ đâu mà họ chửi người ta. Và ít nhất phải xem 30 giây quảng cáo nha bà con, xem 30 giây thôi. Có nhiều các cô chú bác nói với bà Michael là cho xem hết gần cả chục phút quảng cáo, không cần, chỉ cần xem 30 giây là đủ rồi. Bà con có hãy xem đến 30 giây bà con có bấm bỏ qua. Có những quảng cáo nó dài lắm, tới 1, 2 phút, 3, 4 phút gì đâu cần phải coi hết dữ vậy. Xem 30 giây thôi. Đó. Có nhiều các cô chú nói 30 giây, trời ơi tôi thấy quảng cáo tôi coi luôn gần cả chục phút. Không cần cái đó bà con. Đúng không? Xem 30 giây thôi. Còn mà xem 6 giây bỏ qua không có đồng nào á. Thì bà con có bác thử tưởng tượng đi. Một cái phim mà 50.000 view. Đó. Mà dân Việt Nam mà chịu khó xem quảng cáo là biết bao nhiêu tiền trong đó. Không 50.000 view với thật sinh thưa bà con đó bác đi bà mày còn coi coi kiếm được khoảng 10 đô la à, 50.000 view là kiếm được khoảng 10 đô la chứ nếu mà người dân Việt Nam mình á mà chịu khó đó nha
coi xem 30 giây quảng cáo, hãy bấm mua. Thì người Việt mình tự nhiên làm giàu cho người Việt mình. Còn bây giờ người Việt mình hả? Ủa tao ngu gì tao coi cho mày, tự nhiên tao coi cho mày, mày có tiền à, tao đâu có ngu. Đó, cái thói, cái suy nghĩ như vậy đó mọi người. Việt Nam mình là ghen ăn tức ở lắm. Tại sao tao phải coi quảng cáo để cho mày có tiền? À, nhưng mà họ không nghĩ rằng họ đang xem phim của người ta đi làm. Người ta bộ người ta rảnh lắm, người ta đi làm xem phim cho những người đó coi. Và cuối cùng thêm một cái điều nữa là ban ơn. À, tao coi phim cho mày là mày may mắn lắm rồi đó. Giống như kiểu mà ban ơn nữa. À, cái đó là thói suy nghĩ của cái người Việt của mình đó mà con. À, tao coi phim cho mày là mày phải cảm ơn tao á. À, rồi mấy người làm YouTuber húp cháo đi làm phim cho những người đó coi. Cho nên ở nước ngoài á, ba mấy cậu có đi xem trên mấy cái diễn đàn làm YouTube ở bên nước ngoài á, ba mấy cậu thích lắm mà con. Cộng đồng của họ hả, họ liên kết với nhau. À, họ nghĩ rằng đây là tiền của YouTube nè, của Google mà. Tại sao mình không biết làm giàu cho nước mình? À, bắt đầu người này chỉ người kia. Có những cái nơi giống như bên Ấn Độ và con cả làng làm YouTube luôn. À, họ chia sẻ nhau cách để họ làm giàu. Cả làng cũng làm giàu, liên kết nhau. Còn Việt Nam mình, trời ơi, ta nói ghen ăn tức ở, cạnh tranh nhau, thậm chí bắt bản quyền nhau nữa. Bà con có thấy không? Ba mấy cô bị nè, làm về đường phố, anh em cùng làm về đường phố mà cuối cùng đi đánh bản quyền nhau. Chỉ đơn giản thôi, nó kéo dài thời gian ra bà con, để phim mình không có đăng lên được. Rồi kéo chơi chiêu chơi trò để cho cái thực toán nó làm cho cái kênh mình nó rớt xuống. Đó, người Việt của mình là vậy đó bà con. Ba mấy cô không biết là cái cộng đồng người Việt ở bên hải ngoại như thế nào nha. Chứ mà cộng đồng người Việt chán lắm, nhắc đến cái chữ người Việt Nam là chán. Không kéo nhau lên thôi chứ còn đè xuống nữa. À, đường này đại lộ Lê Lợi nè. À, mấy cái cây này cây me nè bà con, chắc còn vài ba năm nữa là tự nhiên mình có những cái cây me bóng mát. À, thì chúng ta đang đi trên đại lộ Lê Lợi. À, cái rạp bên đây là cái rạp Vinh Quang là trên đường Bách Tơ đúng không? Rạp này còn gọi là rạp Casino Sài Gòn. Ba mấy cô đố bà con cô bác biết hồi xưa có một cái casino chợ lớn nó nằm ở đâu nè. Đó, cái cũ casino chợ lớn này ba mấy cô cũng bị chửi đó bà con. À, có nhiều người vỗ ngực xin tên là tôi đây là sống là dân Sài Gòn chợ lớn, chưa bao giờ nghe nói là có casino chợ lớn. À, có nha bà con. À, chửi ba mấy cô đó, không biết thì đừng nói bậy. À, hồi xưa làm gì có casino chợ lớn, chỉ có hai casino thôi, casino Đa Cao và casino Sài Gòn. À, chửi ba mấy cô không biết thì đừng có nói bậy. Vậy cuối cùng là ai là người không biết bà con, và ai là người nói bậy? Ai sao con đường này nó ướt nhem vậy trời. Ui, ba mày còn ghét nhất là đi con đường mà nó ướt kiểu này nè, nó dính nước văng lắm mà. Rồi quẹo đây, đường này đường Nguyễn Trung Trực. À, đây có nhà hàng Thanh Thế nổi tiếng một thời nè. Không biết có các cô chú bác nào đã từng vô nhà hàng Thanh Thế này thưởng thức chưa nè. Đây là cái cổng của Thương Xá Tam Đa nè. Ơ, bây giờ cũng có còn cái chữ Thanh Thế nữa mà con. Hay quá ha. Ồ, ở đây vẫn còn cái chữ Thanh Thế nè. Ờ, đây Up Hotel. Con đường này là con đường Lưu Văn Lan. Xin thưa với bà con cô bác, hồi xưa con đường này mang tên là đường Tạ Thu Thâu. À, con đường này mang tên là đường Tạ Thu Thâu, chuyên bán vải của người Ấn Độ. Bán vải, bán quần áo luôn nha. À, các bạn trẻ
đó, modern bây giờ là mặc áo dài mà nó thụng thụng sự sợ đó, nó rộng rãi à, áo dài bây giờ modern là không có nhấn ben nữa nha bà con à, áo dài mà nhấn ben là giờ xưa rồi à, áo dài bây giờ là phải thụng thụng sợi sợi đó, không còn ba dòng nữa, bây giờ nó là dòng 1, dòng 2, dòng 3 nó xung đột à. À, cái modern bây giờ đó bà con à, bên kia hồi xưa đó là bót Lê Văn Ken đó. Đó, trời ơi trời kìa đó, nắng trời nắng kiểu này mà ba mày còn thấy đi ra chụp hình là ba mày còn cũng sợ luôn. Trời ơi, công an phường đưa xe xuống luôn rồi bà con à, ở đây bây giờ hot quá đó à, chết cha rồi. Ủa công an treo bảng gì vậy à, công an phường treo bảng gì đây không biết, treo bảng gì đó nha, để mình vô mình coi cái. Chết cha rồi, giờ một chiều sao quay đâu lại căng nha. Bà bây giờ thấy đưa xe cảnh sát xuống luôn á nha. Chẳng lẽ cấm không cho chụp hình ta à. Trời ơi bên kia kìa bà con, hôm nay đô tăng giá quá trời luôn bà con, vàng giảm bắt đầu đô tăng. Hôm nay đô tăng quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đô tăng bây giờ người ta dừng, người ta xếp hàng, người ta đổi đô rồi. Wow. Ôi ôi. Khiếp đảm. Đô tăng, đô tăng. Đô tăng là bắt đầu người dân người ta đi đổi đô, bán đô chứ không phải đổi đô nữa. Hôm nay đô tăng ngút ngàn luôn. Bây giờ ba rồi làm sao ra để cái mặt trước của chợ Bến Thành ta. Trời ơi. Sài Gòn hôm nay là có nhiều cái chuyện nha, đô tăng đi đổi đô nha, bán đô nha. Ngay trước chợ Bến Thành thì tự nhiên là cảnh sát, công an, dân phòng tập trung dán cái gì đó. Giờ mình sao mình chạy qua ta? Hay là giải tán ta? Đâu có thấy giải tán đâu ta. À, cảnh sát công an phường đang che cái bảng gì đó. Không thấy cảnh giải tán. Có nghĩa là chụp thì cứ chụp đi, nhưng mà đang treo cái gì á, hay là cấm tụ tập ta, hoặc là cấm đậu xe, có thể là nhiều người á, ta đưa xe vô, chắc ba mình còn nghĩ chắc đậu cấm đậu xe đó bà con, tại vì có nhiều người ta vô ta chụp hình á, ta đậu xe đó luôn, à. Rồi nhiều khi cái đậu đó bắt đầu cái mất xe rồi bắt đầu cái đủ thứ tệ nạn. Chắc ba mày còn nghĩ là chắc cấm đậu xe đó, chứ còn nếu mà cấm tụ tập, nói như là không cho tụ tập thì ba mày còn thấy vẫn một số người ta vẫn đứng đó chụp hình mà, đâu có sao đâu, đoán mò thôi nha, không biết chuyện gì đó, nhưng mà để lần sau ba mày còn rút kinh nghiệm, ba mày còn sẽ chạy đường ngoài, mình chạy vô mình coi.
đây là con đường Lê Lai. Đường này đường Tôn Đức Tùng nè. Đường Tôn Đức Tùng này là con đường, hồi đó là đường Bùi Chu. Qua luôn. Mừng đón Minh, Văn Hiến là sao ta? Phở Minh Văn Hiến. À đó, đây là cái tờ báo Tình Sáng này bà con, của ông Ngô Công Đức. Rồi đây là trường Bùi Thị Xuân nè, rồi đó là trường Nguyễn Bá Tồng. Wow, có mời ca sĩ về hát nữa bà con. Chương trình ca nhạc này ba mẹ còn thấy có những cái ca sĩ nổi tiếng nữa. Wow, trường Bùi Xuân này chơi lớn nha. Trường này hồi xưa là trường Nguyễn Bá Tồng đó bà con. Nơi đây nè là cái canteen nè. Hồi xưa nó cũng là cái canteen luôn bà con. Cái khu vực đó là vẫn là cái canteen. Đây là siêu thị của ốm mắt nè. Cho nên bà con cô bác cô ốm mắt này là đây là siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn sau năm 1975 đó bà con. Ta 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 ta. Trời ơi, xuân tới là nó rộn ràng. Chiếc xe này nó đậu cái một là nguyên cái con đường nó kẹt cứng. Tình giờ mình đi quẹo nó, mình quẹo con đường này là đường Phạm Viết Chánh. Bên tay phải 30 rồi, đây là công viên Phong Châu. Hồi đó đi là con đường này xe lửa nè bà con. Đây đây. Đó, đường này xe lửa bắt ngang qua đây vô thẳng đường Hùng Vương. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa.
VB Bank Apple Pay. Đường này là con đường Hùng Vương nè bà con. Đường này đường Lê Hồng Phong hồi xưa là Bê Chích Ký. Chúng ta đang đi trên con đường Hùng Vương. Bên đây là phía sau chợ An Đông nè bà con. Bên kia đó là hủ tiếu Cả Cần năm xưa đó bà con, và đó là bánh bao ông Cả Cần.
Còn cái tiệm mà Varo mà Yamaha đó, hồi xưa đó là hủ tiếu Mỹ Tiên, cái tiệm gốc nằm đó. Sau này bắt đầu mới bị lấy lại mặt bằng đó, cái bên đó bị lấy lại mặt bằng cho nên mới dời ra đây mua ba cái lô đất của Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa chiếm đất á, xây nhà ở đây ba lô đó. Rồi bây giờ cái tiệm gốc bây giờ là từ bên Canada về đây mở cái tiệm này nè, quán Cả Cần. Rồi ở đây ca nhạc, hình như mới hôm qua xong cái giờ dẹp rồi. Đây là nhà thờ ngã 6 nè. Nắng quá ha, mới nói sáng nắng ấm giờ bắt đầu nắng cháy già rồi đó, chắc giờ chắc cũng 11 giờ chứ không ít rồi, nắng mà ngứa chân luôn á, rác vậy đó. Bên tay phải này hồi đó là nhà thương Hồng Bàng, trung tâm truyền máu nè, còn bên tay trái này hồi xưa là nhà của đại tướng Cao Văn Viên đó bà con. Bên đây là trường Hùng Vương nè, hồi xưa cái trường này còn gọi là trường Tổng đốc Phương á. Ở đây là hồi xưa đó là cái gì đây, nó là trại Trần Nguyên Hãn nè bà con, đây là trại Trần Nguyên Hãn. Bây giờ nó là Hùng Vương rồi. Nắng quá, nắng quá. Bệnh viện Hùng Vương nè, hồi xưa là Bảo Sanh Viện Hùng Vương. Nè, à, con đường trong đây nè, để coi hôm nay có phát cơm từ thiện không. Xin thưa bà con cô bác á, là nhà nước mình là đợt này là Tết năm nay là đánh mạnh vô vấn đề mà ra các công văn phật khẩn luôn á, đánh mạnh vô vấn đề mà ăn xin rồi giả rồi lang thang rồi gì đó. Bây giờ mà ai mà phát hiện ra là trẻ em ăn xin lang thang là có đường dây nóng là gọi điện lên để cho bộ cho bên Sở Lao động Thương binh Xã hội tới xuống xử lý liền nha bà con. À, năm nay là chưa năm nào mà ba mươi rồi thấy mà Sài Gòn làm căng như năm nay luôn á.
quyết định là coi như là làm sạch cái vấn đề mà lang thang rồi người già rồi trẻ em gì đó. Đợt này là Tết năm nay là mấy nhất là mấy khu trung tâm nha, không có cảnh đó đâu, bình thường bà con quá. Trời ơi, đó bà con quá thấy không, vắng tè đó, vắng tè đó, bà con quá thấy chưa, vắng tè. Đó, vắng tè luôn. Rồi trên đây là để xe luôn, hồi đó là xếp hàng trên đây nè. Đó. Xong phim. Rồi. Hôm nay người nghèo không có cơm ăn rồi. Bây giờ để coi bây giờ là mấy giờ ta? Giờ chắc 10 giờ mấy nè. Đó, bà con có bác thấy chưa? Phát cơm cũng tùy thời điểm nha bà con, nhưng phải ngày nào cũng phát nha. Hôm nay là dân nghèo là coi như là đói rồi đó, không có cơm ăn rồi đó, phải tự bỏ tiền túi ra mua rồi đó. Bình thường là giờ này đông lắm. Khổ gì đó, cuộc sống của những người nghèo khổ là phải bị lệ thuộc vào người khác như vậy các bà con. Họ cho thì biết ăn, còn không cho thì thôi ráng chịu, tự bỏ tiền ra mua cơm đi. Thôi ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video tuần sau. Bye bye.